Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Sau khi chống trả lại lực lượng chức năng và bắn tử vong 9 người khi tìm đường trốn sang Campuchia, một sĩ quan phục vụ cho tình báo Hoa Nam Trung Quốc đã bị tiêu diệt. Kính thưa quý vị, bản tin cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin cực nóng sau. Chống trả lại lực lượng chức năng và tìm đường trốn sang tòa đại sứ Trung Quốc tại Campuchia. Sau khi dùng súng bắn thiệt mạng 9 người, một thượng tá quân đội thuộc quân khu 9 phục vụ cho tình báo Hoa Nam Trung Quốc đã bị tiêu diệt. Tròn 100 tuổi, Henry Kissinger nói gì về Đảng Cộng sản Trung Quốc và đối đầu Mỹ, Trung cũng như số phận của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Và sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, sau khi cơ quan tình báo phản gián Tổng cục 2 quân đội đã củng cố đầy đủ bằng chứng phạm tội của một sĩ quan quân đội phục vụ tại quân khu 9 về tội bán bí mật quốc phòng cho tình báo Hoa Nam Trung Quốc trong thời gian dài, cơ quan an ninh vào hôm qua đã đến nhà thượng tá Nguyễn Chí Mân ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để đọc lệnh bắt giữ và khám xét nhà. Tuy nhiên, biết thân phận mình đã bị bại lộ, anh ta đã manh động khi dùng súng bắn hai công an thiệt mạng và hai cơ động khác bị thương ngay trước cổng nhà, rồi tìm đường bỏ trốn. Trên hành trình này, thêm ba cảnh sát giao thông và hai dân phòng tiếp tục trở thành nạn nhân của anh ta khi anh ta dường như bị dồn vào bước đường cùng. Quá trình bỏ trốn, anh ta cướp tổng cộng 3 xe máy và bị truy lùng gắt gao. Anh ta có đem hơn 200.000 đô la nhờ người cất giữ và dùng tiền nhờ người khác nên giúp anh ta chạy trốn, mặc dù biết Mân là thủ phạm giết người đang bị truy nã. Nguyễn Thành Lung, bạn Mân, đã mua sim cạc điện thoại, gặp Mân ở khu nhà hoang tại khu vực nước cấm An Giang, giao sim cho anh ta sử dụng. Mân đã nhờ người dùng xe máy chở đi trốn và tìm cách vượt biên giới sang Campuchia, nhưng do có nhiều công an, biên phòng và quân đội đang bố ráp truy tìm nên kế hoạch trốn bằng xe máy của anh ta bất thành. Về sau, một người bạn của Mân nhắn tin gọi điện cho một đối tượng tên Trần Ngọc nhờ chở Mân đi ngược về Cà Mau để anh ta tìm cách vượt biển qua đường Thái Lan với giá 120 triệu đồng. Ngọc đồng ý nhưng yêu cầu Mân phải thắp súng, tháo súng ra, tháo đạn, quấn băng keo rồi cho vào ba lô mới chở đi. Nhưng sau khi nắm bắt được thông tin về hoạt động của Mân, ban chuyên án của Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo phải tìm cơ hội bắt giữ anh ta, còn nếu không, các lực lượng được lệnh bắn bỏ. Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7, lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa tuyến đường Nguyễn Trung Trực, đoạn qua Cầu Sáng, tỉnh Cà Mau, địa điểm được cho là Mân đang lẩn trốn. Theo nhiều người dân, không chỉ có khu vực Cầu Sáng, cầu Rạch Tra và cầu Phú Cường cũng bị phong tỏa. Các tuyến đường khác cũng bị phong tỏa, nên người dân không thể về nhà. Nhiều người dân hiếu kỳ cũng đứng tụ tập ra khu vực để theo dõi. Đến 0 giờ 10 phút, các lực lượng chức năng đã tổ chức siết chặt vòng vây và kêu gọi Mân ra đầu hàng, nhưng không thành công. Khi viên thượng tá phản quốc này biết mình như đang ở bước đường cùng, dù có đầu hàng hay bị bắt thì khả năng bị tử hình lên đến 99,9% vì anh ta sống lâu trong lòng quân đội và Đảng Cộng sản. Anh ta hiểu thế nào là cái gọi là buông xuống đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Đây là cái bánh vẽ để gu ngủ người khác để đạt mục đích. Anh ta từng chứng kiến nhiều sĩ quan và binh sĩ trong quân đội từng bị bắt vì phục vụ cho Hoa Nam tình báo cục, phần lớn đều bị tử hình. Và cuối cùng thì một trận đụng độ không cân xứng đã xảy ra, khi Nguyễn Chí Mân liều mạng dùng súng AK, súng trường và cả lựu đạn chống trả với lực lượng chức năng một mất một còn. Sau khi thấy anh ta không chịu đầu hàng, có hành động chống trả nguy hiểm và sử dụng vũ khí nóng nên lực lượng chức năng đã tiêu diệt. Lúc này hiện trường vẫn đang được phong tỏa hoàn toàn, phục vụ công tác khám nghiệm. Cảnh sát mở rộng khu vực rà soát, tìm tang vật. Khoảng 10 giờ, song song với việc khám nghiệm trong căn nhà hoang, các lực lượng chức năng mở rộng khu vực tìm kiếm xung quanh. Theo ghi nhận, có khoảng 5 người dùng các thiết bị dò tìm kim loại, rà soát xung quanh khu vực. Xung quanh căn nhà là bãi cỏ khá cao, có nhiều lùm bụi cây và diện tích dò tìm cả 100 mét vuông. Ban chuyên án cũng đã bắt tạm giam thêm đối tượng tên Trần Quốc Huy để điều tra hành vi tàn trữ trái phép
vũ khí quân dụng cung cấp cho Nguyễn Chí Mân và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị những diễn biến tiếp theo khi có được những thông tin mới nhất về sự kiện gây xôn xao dư luận này. Trong diễn biến khác, mời quý vị theo dõi sự kiện Tròn 100 tuổi, Henry Kissinger nói gì về Đảng Cộng sản Trung Quốc và đối đầu Mỹ-Trung. Thưa quý vị, mới đây, nhà ngoại giao nổi tiếng, người leo lái chính sách châu Á của Hoa Kỳ thời chiến tranh Việt Nam, đích thân sang Trung Quốc thời Mao để kiến thiết chiến lược bắt tay với Trung Quốc, này cảnh báo cả hai nước về cuộc đối đầu trong thế kỷ 21 này. Ở Bắc Kinh hiện nay, người ta đi tới kết luận rằng Hoa Kỳ sẽ làm tất cả để trói chân Trung Quốc. Còn ở Washington, họ thỏa mãn với ý nghĩ Trung Quốc lập mưu để lật đổ vị thế cường quốc dẫn dắt thế giới của Hoa Kỳ. Cả hai bên đều tin tưởng rằng đối thủ đang tạo ra sự nguy hiểm chiến lược. Chúng ta đang trên con đường đi thẳng tới cuộc đối đầu hai đại cường. Nói với The Economic, ông Kissinger, người vẫn được đón tiếp nồng nhiệt ở Bắc Kinh, cho rằng hai bên, Hoa Kỳ và Trung Quốc, còn khoảng 10 năm để điều chỉnh quan hệ nếu muốn tránh cuộc đối đầu Thế chiến thứ ba. Theo ông Kissinger, Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn có những điểm chung tối thiểu là trách nhiệm để thế giới không rơi vào thảm họa. Kissinger nêu quan điểm về Trung Quốc rằng đây không còn là một quốc gia cộng sản. Theo định nghĩa cũ, nhà nước quyết định tất cả, nhưng Trung Quốc vẫn là quốc gia cộng sản theo nghĩa Đảng Cộng sản Trung Quốc độc quyền lãnh đạo. Với Kissinger, cùng thuyết ba đại diện, Chủ tịch Giang Trạch Dân đã biến Đảng Cộng sản thành tổ chức quyền lực hơn là phong trào ý thức hệ cộng sản. Khi được hỏi liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có thay đổi hay không, Kissinger đáp rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đi theo hướng của PLI, Đảng Cách mạng định chế ở Mexico. Đảng này lãnh đạo Mexico 70 năm nhờ biết tạo ra các điều chỉnh thực tiễn. Có thể sẽ có thành phần ý thức hệ cánh tả chủ chốt trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng nó sẽ không còn đóng vai trò toàn diện như thời Mao. Ông cũng nói Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng xã hội thay đổi nhiều và họ luôn nói là đang điều chỉnh, chấp nhận các thay đổi lớn lao đó. Ở Trung Quốc luôn có các thế lực khác nhau trỗi dậy và câu hỏi là Đảng Cộng sản Trung Quốc có kịp cho phép các đảng đối thủ xuất hiện hay không? Nhưng cách làm chính trị quá thực dụng của Kissinger bị phê phán. Quyết định rũ bỏ Nam Việt Nam bị chỉ trích là phản bội đồng minh và mưu kế của Kissinger cho Hoa Kỳ ném bom gãi thảm vào Campuchia bị cho là tội ác chiến tranh. Dù đã nghỉ hưu sau khi nắm các chức vụ quan trọng, Bộ trưởng Ngoại giao và Cố vấn An ninh của các đời Tổng thống Hoa Kỳ, Kissinger vẫn là nhân vật có ảnh hưởng. Thời Chezo Habes, các đệ tử của Kissinger thuộc phái Diều Hâu cổ vũ cho cuộc anh kích giải phẫu vào Iraq năm 1991 để loại Saddam Hussein. Cụm từ tây tiến đó là do Kissinger tạo ra, với ý rằng cường quốc như Hoa Kỳ có quyền và có năng lực chiến trường bắn phá từ xa để thay đổi các chế độ thù địch. Năm 2001, Tổng thống George Bush định mời ông làm Chủ tịch Ủy ban điều tra vụ 9/11, nhưng phải thôi vì làn sóng phản đối. Với phe tả Âu Mỹ, Kissinger là hiện thân của thuyết chính trị diều hâu. Còn với những người tân bảo thủ, ông là bố già có tư duy quyền lực Mỹ và dám nhìn vào các loại phương tiện để đạt mục đích. Neon Ferguson kết luận rằng với Kissinger, cuộc đời 100 năm qua của ông phản ánh một sự thật, không phải là bạn muốn thế giới ra sao, mà đây là thế giới chúng ta phải sống trong nó, không có sự lựa chọn nào khác. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân thứ hai đến Hàn Quốc. Vài ngày sau chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky đến Hàn Quốc, một tàu ngầm hạt nhân khác của Mỹ tiếp tục cập cảng ở quốc gia đồng minh châu Á này. Reuters dẫn thông tin từ Hải quân Hàn Quốc cho hay, sáng ngày 24 tháng 7, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Annapolis của nước này đã đi vào căn cứ hải quân ở đảo Jeju của Hàn Quốc để bổ sung quân nhu trong lúc thực hiện nhiệm vụ tác chiến. Thông cáo không nêu cụ thể sứ mệnh của con tàu. Hải quân hai nước có kế hoạch tăng cường phòng thủ chung với sự xuất hiện của tàu USS
Annapolis và tiến hành hoạt động giao lưu nhân kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh, thông cáo nêu rõ. Chuyến thăm của USS Annapolis diễn ra chỉ vài ngày sau khi tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo USS Kentucky của Mỹ cập cảng Busan, Hàn Quốc tuần trước. Đây là lần đầu tiên kể từ những năm 1980 một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Mỹ thăm Hàn Quốc. USS Annapolis không được trang bị vũ khí hạt nhân như USS Kentucky và chuyên về tác chiến chống hạm, chống ngầm. Con tàu từng tham gia cuộc tập trận chống ngầm chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, Nhật Bản hồi tháng 9 năm ngoái ở bán đảo Triều Tiên. Sự hiện diện của các tàu ngầm này ở Hàn Quốc đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Triều Tiên. Triều Tiên cảnh báo việc Mỹ triển khai những vũ khí như tàu sân bay, máy bay ném bom, tàu ngầm hạt nhân ở Hàn Quốc có thể đủ điều kiện để Bình Nhưỡng quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong một diễn biến tiếp theo, Ukraine dùng hết nửa quân dự bị, chỉ đủ lực phản công tới cuối tháng 8. Các quan chức Nga nói rằng Ukraine dường như đã sử dụng một nửa lực lượng dự bị khi tấn công vào Zaporizhia trong hơn một tháng qua và chỉ còn đủ quân để phản công tới cuối tháng 8. Quan chức chính quyền thân Nga tại Zaporizhia Vladimir Gorgos ngày 23 tháng 7 nói rằng quân đội Ukraine dường như đã sử dụng một nửa lực lượng dự bị để tấn công Moscow ở khu vực Zaporizhia. Tôi có thể nói rằng Ukraine đã sử dụng khoảng một nửa lượng dự bị của họ ở hướng Zaporizhia. Đây là sự thật, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 1. Trong khi đó, Trung tướng Andrei Movichi, chỉ huy cụm lực lượng trung tâm Nga, dự đoán chiến dịch phản công của Ukraine có thể sẽ kết thúc vào mùa xuân năm sau. Theo tướng Nga, quân đội Ukraine dường như sẽ chỉ còn đủ lực lượng để phản công tới cuối tháng 8. Lực lượng của họ cho cuộc phản công sẽ chỉ đủ cho đến cuối tháng 8. Sau đó sẽ có một khoảng thời gian ngắn chiến sự tạm dừng. Họ sẽ khó đạt được đà tiến trong mùa đông và tất cả sẽ kết thúc vào mùa xuân năm sau, ông Movichi nhận định. Ukraine chưa bình luận về những phát ngôn từ phía Nga. Hồi giữa tháng, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Seth Pavel cho biết cơ hội để Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ có thể đóng lại vào cuối năm 2023, khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt và áp lực chính trị có thể sẽ khiến Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23 tháng 7 nhận định rằng cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra tương đối khó khăn. Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Coy cho hay quân đội Ukraine đang tiến chậm hơn Mỹ kỳ vọng, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về kết quả của cuộc phản công. Ukraine bắt đầu phản công Nga nhằm giành lại lãnh thổ từ đầu tháng 6. Tuy nhiên, Kiev phải đối mặt với các phòng tuyến kiên cố của Nga gồm nhiều lớp vững chắc có chiều sâu. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết kể từ ngày 4 tháng 6, quân đội Ukraine đã mất hơn 26.000 binh sĩ và 3.000 vũ khí. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, các lực lượng Ukraine không đạt được bất cứ đột phá nào ở các mũi tấn công mà Kiev thực hiện. Ukraine chưa bình luận về thông tin này, nhưng nhiều lần khẳng định tổn thất của họ thấp hơn nhiều so với phía Nga. Ukraine cũng thừa nhận gặp khó khăn trong việc xuyên phá qua các tuyến phòng thủ của Moscow. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết tiến độ chậm chạp của cuộc phản công là do chiến dịch bắt đầu muộn hơn dự kiến về tình trạng thiếu đạn dược. Ông khẳng định chiến dịch phản công đang tiến triển dù Ukraine phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Ukraine đang phản công một cách cẩn trọng để giảm thiểu thiệt hại về nhân lực và khí tài. Kiev cho biết họ đang tiến gần tới thời điểm sẽ tăng tốc phản công vì đã vượt qua được một số bãi mìn dày đặc và đang gà phá mìn ở khu vực. Theo giới quan sát, phía Ukraine và đối tác phương Tây dường như mong muốn rằng các cuộc tấn công thăm dò mà Kiev đang thực hiện dần dần sẽ tạo ra được một bước đột phá quan trọng trên chiến trường. Đó có thể sẽ là thời điểm mà Ukraine tung lực lượng được huấn luyện theo chuẩn NATO cùng vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp vào tham chiến. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine tuyên bố đáp trả việc Nga dồn dập tấn công Odessa. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ đáp trả khi Nga liên tiếp tấn công thành phố cảng Odessa của Ukraine suốt tuần qua. Tên lửa dội xuống các thành phố hòa bình, nhằm đến các tòa nhà, đến nhà thờ. Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả hành động này của Nga ở Odessa.
họ sẽ cảm nhận được sự đáp trả này. Tổng thống Ukraine ngày 23 tháng 7 tuyên bố, không lâu sau cảnh báo của ông Zelensky, thị trưởng Moscow Sergei Soyanin cáo buộc các máy bay không người lái UAV của Ukraine tiếp cận, tấn công hai tòa nhà ở thủ đô Moscow. Một vụ tấn công bằng UAV đã nhằm vào hai tòa nhà bỏ không vào lúc 4 giờ hôm nay, nhưng không gây thiệt hại lớn hay thương vong, ông Soyanin cho biết. Các UAV này đã bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga áp chế, mảnh vỡ rơi gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga trên đại lộ Komsomolsky. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã áp chế thành công hai UAV và không có thương vong trong vụ việc này. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh thành phố Odessa và Mykolaiv ở miền nam Ukraine liên tục bị Nga tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái từ hôm 17 tháng 7. Moscow nói rằng đây là các cuộc tập kích đáp trả việc Ukraine tấn công cầu Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mục tiêu được nhắm tới đều bị phá hủy bằng vũ khí tầm xa, trong đó có cơ sở sản xuất xuồng cảm tử của Ukraine ở Odessa.